Hello, xin chào tất cả mọi người đang đến với kênh Đình Shipper. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần chủ nhật thì gia đình mình cho bé sữa đi chơi. Ngày nghỉ sẽ là ngày dành cho em. Và đi chung với gia đình mình sẽ là gia đình của người bạn thân. Cũng có hai đứa nít vậy nè. Và hướng đến của mình đó chính là công viên nước con nít nằm trên đường số 4 Tam Bình Thủ Đức. Thì các bạn đi đường hướng Phạm Văn Đồng, Linh Đông, Tôn Ngọc Vân là tới được đường số 4. Đây chính là đường số 4 nha, mình đi thẳng hoài luôn. Các bạn hãy lên Google để tra ra công viên nước con nít. Giá vé của mình là 50k một người. Nếu mà phụ huynh không tắm thì không tốn tiền. Còn nếu tắm chung với con mình thì 50k luôn nha. Đó, thế là đó, đây là công viên nước con nít. Bữa nay cuối tuần thì biết đông không đây. Nhìn bên ngoài thì thấy vắng rồi đó. Vô trong thì chắc là cũng khá đông đấy. Bữa nay cuối tuần mà phụ huynh nào cũng đưa con mình đi chơi hết. Đây chính là toàn cảnh của công viên nước con nít. Có bãi cát, cầu tuột, hồ bơi trẻ em và hồ bơi người lớn. Nổi bật nhất đó chính là cái cầu tuột ba làn này. Phía trên là một cái xô nước, nó đầy, nó sẽ tạt nước xuống và những bé chơi cầu tuột rất là thích thú. Tuột xuống, ướt nhẹp, vậy mà vui lắm mọi người ơi. Những người nào bé nào mà còn nhỏ sơ sinh đó, chúng ta không muốn cho chơi sâu xa thì có thể chơi bãi cát này cũng được. Còn phụ huynh đi theo thì sẽ ngồi đây đợi. Có ghế, có căng tin và thậm chí có người ngủ luôn cũng được nữa. À, thấy không? Rất là nhiều phụ huynh đứng đợi con mình. Mấy mình ơi, con chơi gì đó? Không biết bơi hả? Trời ơi, tội nghiệp. Mẹ đi theo, mẹ không xuống. Bắt mình con chơi mình đây hả? Chơi gì? Ui, thôi. Ê, ướt nhẹp ba rồi. Rồi xong. Còn đây là cái khu hồ bơi dành cho trẻ em trên 0.8m nha. Bé nào thì lùn quá là anh bảo vệ thổi quét quét lên bờ liền. Trận chung kết tranh huy chương vàng. Bộ môn nhảy bờ. Là nhảy trên bờ xuống nha mọi người, không có lặn có bơi hết trơn á, hai con biết bơi đâu. À phải đặt nhảy bờ. Đeo phao nữa chứ. Bài nữa. Ho ngập sao chưa? Nhảy nữa thì nhảy lần hai mới chịu nha mọi người, sung lắm. Nhảy nè. Đó, có bơi được gì đâu. Phê lắm. Đây là vòng quay diệt khuẩn nha mọi người. Đi qua là tất cả vi khuẩn được tiêu diệt hết. Mà ta kêu gì đi nhảy mà hai bà đi giống như trả bài vậy đó. Quả chị đậu không.